Jeep Việt Nam Automobile, nhà nhập khẩu, phân phối và bảo hành chính hãng các dòng xe Jeep và Ram tại thị trường Việt Nam, đã ra mắt siêu phẩm SUV đa dụng đang rất được yêu thích của Mỹ, đó là Jeep Grand Cherokee hoàn toàn mới tại triển lãm ô tô Việt Nam năm 2022. Đây là dòng xe SUV nhận về nhiều giải thưởng nhất từ trước đến nay nói chung và nằm trong top 5 xe bán chạy nhất nước Mỹ trong nửa đầu năm 2022 vừa qua. Được biết, phiên bản trong sự kiện ra mắt lần này là phiên bản L Summit Reserve, phiên bản cao nhất của dòng Grand Cherokee với đầy đủ trang bị nhất. Jeep Grand Cherokee L là dòng SUV đô thị phiên bản 3 hàng ghế, sang trọng với trang bị đẳng cấp nhưng vẫn sở hữu khả năng vượt địa hình kinh ngạc đậm chất DNA của thương hiệu Jeep. Là dòng SUV đô thị có khả năng đi địa hình tốt nhất hiện nay trong phân khúc SUV midsize. Grand Cherokee được trang bị các chế độ đi đường trường, đá, bùn, đất, tuyết, leo trèo để người dùng có thể sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau. Bên cạnh những thông số và công nghệ hiện đại phục vụ cho việc lái xe và chinh phục địa hình được trang bị trên xe, Jeep Grand Cherokee còn là một lựa chọn hàng đầu dành cho các audiophile khi trang bị hệ thống âm thanh xe hơi cao cấp MX-950 Entertainment System do Mark Intot phát triển. Với trang bị dàn âm thanh khủng tổng cộng 19 loa bao gồm một subwoofer 25,4cm và sử dụng bộ amplifier 17 kênh công suất lên đến 950W, ở tất cả các phiên bản của Jeep Grand Cherokee L đều được trang bị hơn 110 tính năng an toàn và bảo mật. Trong đó có thể kể đến là cụm tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến nhất hiện nay như tự động chỉnh làn, đèn HUD, tự động dừng và phanh trước va chạm. Được biết, Jeep Grand Cherokee ngoài giải thưởng Best Family Car do Car and Driver bình chọn, còn có rất nhiều giải thưởng khác do tổ chức, tạp chí và người tiêu dùng bình chọn, khiến cho mẫu xe này trở thành một trong những mẫu xe chờ lâu nhất để đặt hàng hiện nay tại Mỹ. Giá bán dành cho các phiên bản Jeep Grand Cherokee tại Việt Nam cụ thể như sau.